Ô nhiễm không khí vẫn gây ra hơn 1.200 ca tử vong sớm mỗi năm ở người dưới 18 tuổi trên toàn châu Âu, đồng thời làm tăng các nguy cơ mắc các bệnh mãn tính sau này trong cuộc đời. Cơ quan môi trường của Liên minh châu Âu nêu rõ, mức độ của các chất gây ô nhiễm trong không khí phổ biến tại nhiều quốc gia ở châu Âu vẫn cao hơn so với khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới, đặc biệt là tại khu vực Trung, Đông Âu và Italia. Báo cáo cũng lưu ý rằng, sau khi trẻ chào đời, tình trạng ô nhiễm không khí làm tăng nguy cơ gặp một số vấn đề về sức khỏe, trong đó có hen suyễn, suy giảm chức năng phổi, mắc các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp và dị ứng. Chất lượng không khí kém cũng có thể làm trầm trọng hơn các bệnh mãn tính như là hen suyễn, căn bệnh mà 9% trẻ em và thanh thiếu niên tại châu Âu mắc phải.